trái cây quen thuộc, hàm lượng dinh dưỡng tốt, giá trị kinh tế cao. Nhãn là loại cây ăn trái đang được trồng khá nhiều và phân bổ khắp nơi. Hiện nay ở Việt Nam có 81.000 hecta nhãn, tập trung tại các tỉnh phía Bắc và tại đồng bằng sông Cửu Long chiếm 25% diện tích nhãn, chủ yếu tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng. Theo Cục Trồng trọt năm 2022, trong những năm gần đây, người nông dân rất quan tâm và chú trọng nhiều vào kỹ thuật canh tác cây nhãn, quá trình chăm sóc để giúp cây nhãn tăng năng suất, cải thiện chất lượng quả và tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức canh tác. Tuy nhiên, một trong những mối trăn trở của người nông dân trồng nhãn là làm thế nào để canh tác vườn nhãn hiệu quả nhất, chế độ dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp, phương pháp bón phân như thế nào trong giai đoạn nuôi trái để trái phát triển tốt, căng mọng và đạt chất lượng cao. Hãy cùng chúng tôi về Cần Thơ, địa phương có diện tích hơn 2.000 hecta, để gặp gỡ người nông dân trồng nhãn tiêu biểu, để tìm hiểu kỹ thuật canh tác cũng như quy trình bón phân cho cây nhãn giai đoạn nuôi trái để đạt hiệu quả cao với những chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành nhé. Bà con, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại vườn nhãn Ido của anh Trần Văn Thật ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đây là mô hình trình diễn trồng nhãn sử dụng phân bón Cà Mau từ năm 2022. Và ngày hôm nay thì anh Thật sẽ chia sẻ đến cho quý vị bí quyết để chăm sóc tốt cho cây nhãn cũng như là hiệu quả kinh tế của vườn nhãn này sau một năm sử dụng phân bón Cà Mau. Ngoài ra thì chúng ta còn có sự đồng hành của tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh đến từ Viện Cây ăn quả miền Nam cùng với anh Phạm Minh Thùy là cán bộ kỹ thuật của phân bón Cà Mau. Hai anh chị sẽ cung cấp cho chúng ta về những kỹ thuật cũng như là dinh dưỡng cần thiết dành cho cây nhãn Ido. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì Cẩm Tú xin mời các anh chị chúng ta có thể gửi lời chào đến cho quý bà con ạ. Chào bà con. Ngày hôm nay khi mà bước vào vườn nhãn của anh Thật á, thì Cẩm Tú thấy là vườn nhãn của nhà mình rất là rộng nè. Và các cái cây nhãn á, thì nó triểu quả luôn. Bây giờ anh có thể dẫn cho mọi người có thể tham quan được không ạ? Xin mời để dẫn đi tham quan. Dạ. Dạ anh ơi, vậy thì hiện tại vườn nhà mình là tổng diện tích bao nhiêu hecta nhãn anh? Có 7.000 mét vuông à. Thì anh trồng hết chăm sóc cái phân Cà Mau này là anh nuôi hết cái diện tích nhãn luôn đó. Vậy thì trước khi mà anh sử dụng phân bón Cà Mau thì cái cách mà anh bón phân cho vườn nhãn nhà mình trước đây như thế nào ạ? Rồi trước thì cũng xài cái phân bón thì xài từ năm 2021 rồi thì xài mấy cái dòng phân cũng như hàng nhập khẩu rồi này kia, rồi sau có khi mà 2022 này thì có chuyển qua cái phân bón Cà Mau này rồi bắt đầu mới xài thử cái mô hình rồi thấy cũng đạt. Vậy thì sau hơn một năm sử dụng phân bón Cà Mau, hiện tại thì anh thấy là hiệu quả của vườn nhãn nhà mình như thế nào ạ? Tôi thấy đất đai nó cũng phì nhiêu tốt hơn, nó tươi xốp hơn đó. Như hai nữa là cái trái mình nó cũng đạt được cái năng suất tối đa, rồi cơm thì nó cũng là đạt được cái độ dày của nhãn. Cái quy trình phân thì xài cái giai đoạn thì thấy xài cũng đạt được. Giá phân bón thì nó ngợi hơn. Thì tiết kiệm cũng được cũng cỡ 20% trong đó. Nói chung cái kỹ thuật mình cũng chưa có nắm được. Rồi sau này có cái quy trình mới thì mình bắt đầu mình mới nâng lên từ bậc là cái giai đoạn, là mỗi cái giai đoạn đó mình phải phân bón rồi cho nó hợp lý hết. Và Cẩm Tú nghĩ là để mà mình biết rõ hơn là các cái quy trình chăm sóc cây nhãn làm sao để mà đạt được cái hiệu quả, thì ở đây thì mình đang có chị Hạnh cùng với anh Thùy, thì chắc là hai anh chị sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho quý bà con ạ. Dạ chị Hạnh ơi,
vậy thì dưới góc độ là nhà khoa học cũng như là sự quan sát của chị trong một khoảng thời gian rất là dài, thì chị thấy là cái tập quán canh tác của bà con nông dân trong việc trồng cây nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay như thế nào ạ? Thì giống như anh Thật chia sẻ đó, thì đó là cái tập quán chung của bà con mình sản xuất cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long. Bón thường cái hàm lượng đạm lân kali nó cứ đều từ đầu vụ cho đến suốt cuối vụ. Từng cái giai đoạn thì nó sẽ có những cái loại phân khác nhau, nó có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, thì mình phải có những kỹ thuật khác nhau. Kể cả từng giống nó cũng sẽ có khác nữa. Cho nên là nếu điều chỉnh được cái đó và kết hợp với lại phân bón chất lượng thì nó sẽ hiệu quả, sẽ rất là khác so với sản xuất của nông dân. Dạ, em rất là cảm ơn những thông tin mà chị Hạnh vừa mới chia sẻ. Và cậu Thức chắc là anh cũng có những cái điều mà muốn chị chia sẻ thêm đúng không ạ? Muốn hỏi chuyên gia, muốn chăm sóc cây nhãn cho nó đạt hiệu quả, mình phải sử dụng phân bón cách làm sao cho nó đạt tiêu chuẩn. Thì đối với cây nhãn thì cái nhu cầu dinh dưỡng của nó thì những cái yếu tố đa trung vi lượng nó cần, mình có thể kể như là đầu tiên nó cần nhiều nhất là đạm, sau đó nó cần kali, rồi mới nó cần lân, rồi canxi, magie, lưu huỳnh và những cái nguyên tố vi trung với vi lượng khác thì nó cũng cần, thì mình cần phải bổ sung nó đầy đủ. Trong suốt giai đoạn của nó thì mình có thể chia thành 9 đến 10 lần bón. Thì cái lần bón đầu tiên là sau khi thu hoạch, sau khi anh cắt tỉa cành xong á, thì ở giai đoạn này là mình bón phân lần đầu tiên, thì mình sẽ cần là cung cấp đạm, lân để cho nó sẽ phát triển bộ tán lá. Rồi đến khi mà nó ra cơ đợt 1, cơ đợt 2, khi mà lá già đó, thì mình sẽ bón, mỗi đợt mình sẽ bón một lần. Thì mình giúp cho cái bộ tán lá nó phát triển thì mình cũng cần đạm và lân. Đến giai đoạn là ra hoa thì ở cái khoảng ra hoa này thì mình sẽ có hai lần bón. Thứ nhất là trước khi ra hoa thì mình sẽ chú ý là sẽ cung cấp cái lượng lân nó nhiều để mà nó sẽ tạo mầm hoa, kích thích mầm hoa. Đến khi mà cái phát hoa nó khoảng là mình thấy nó hoa nó dài khoảng 5 đến 10 cm thì lúc này mình sẽ bón một lần nữa. Và ở thời điểm này thì mình sẽ cũng chú ý cân đối là đạm, lân, kali để cho hoa nó phát triển. Rồi suốt cái giai đoạn mang trái thì mình có thể chia thành 4 hoặc 5 lần bón. Khi trái khoảng 1 tuần tuổi sẽ chú ý nhiều đến cái hàm lượng đạm để cho cái trái nó sẽ phát triển. Sau đó thì lần 2, lần 3 thì mình cũng chú ý đạm và có kali. Và cái lần cuối cùng là mình bón là trước khi thu hoạch khoảng 1 tháng thì ở cái lần bón cuối cùng này thì mình chỉ tập trung kali thôi cho nó có nhiều dinh dưỡng. Thì ở đây mình cũng ghi chú là đối với cái giai đoạn trái thì mình sẽ hạn chế sử dụng lân, tại vì nếu như mà mình bón lân cao thì nó sẽ làm cho cái trái của mình nó sẽ bị sẫm màu, và mình cần chú ý đến cái hàm lượng kali thì cái trái nó sẽ đồng đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Còn đối với phân hữu cơ thì mình sẽ bón tăng cường cho nó, mình sẽ sử dụng cái phân hữu cơ càng nhiều thì hợp lý thì nó sẽ tăng cái pH đất và nó làm cho cây khỏe. Nếu như mình sử dụng phân chuồng á thì mình có thể bón một lần ở giai đoạn là sau thu hoạch, sau khi cắt tỉa là mình bón hết cái phần phân hữu cơ đó. Nhưng mà nếu như anh sử dụng cái phân hữu cơ chế biến thì mình có thể chia hai lần bón. Lần đầu là mình sẽ bón cũng sau thu hoạch thì mình bón 75%. Thì khi mà cái trái nó khoảng 1 tuần tuổi thì mình sẽ bón là 25% còn lại. Cậu Tú nghĩ những lo lắng của anh Thật cũng là lo lắng chung của quý bà con. Và dưới góc độ là cán bộ kỹ thuật thì rất là mong anh Thùy có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm của mình với việc lựa chọn phân bón dành cho cây nhãn được không ạ? Chọn phân bón hiện nay thì nông dân cũng đang gặp vấn đề giống như cho anh Thật á, là mình cũng không biết chọn cái loại phân bón nào gọi là chất lượng. Vì ngoài thị trường thì nó có nhiều loại phân bón, rồi tên thì nó rất là nhiều. Thì đa phần cái thói quen của mình khi chọn phân bón nông dân á, thì chọn phân bón á, thì chỉ ra nói cái tên thôi, hoặc là công thức thôi, mình không có đọc lại những cái hướng dẫn sử dụng. Thì theo khuyến cáo từ chuyên môn á, thì nên bà con chọn những cái, thứ nhất là mình chọn những cái công ty có uy tín, sản xuất uy tín hàng đầu trong việc phân bón. Thứ hai thì mình chọn những đại lý mình mua gọi là chất lượng an tâm để mình mua. Anh Thật ơi, ở vườn nhà mình đó, anh đang sử dụng dòng nào của phân bón Cà Mau vậy anh? Đầu tiên anh xài hữu cơ của Cà Mau với nuôi trái thì 20-10-10, rồi vô cơm thì anh xài 18-8-18. Dạ. Nhắc tới phân bón Cà Mau thì ở đây mình có anh Thùy là cán bộ kỹ thuật của phân bón Cà Mau. Em nghĩ là anh Thùy sẽ có những cái thông tin về các cái sản phẩm mới cũng như là đặc biệt là cái dòng sản phẩm nào mà phù hợp cho cây nhãn đúng không ạ?
Thì hiện nay thì bên phân bón Cà Mau đang làm cái bộ sản phẩm đầy đủ hơn trên cây nhãn. Cà Mau có dòng hữu cơ NPK 20-10-10, NPK Cà Mau Gold 20-15-8, NPK Cà Mau Gold 18-8-18. Thứ hai thì giai đoạn sau khi đậu trái thì có cái dòng là kali cao. Thứ nhất là nó cân bằng cái dinh dưỡng lại theo cái nhu cầu của cây nhãn. NPK Cà Mau Gold 18-8-18 hoặc là NPK 18-6-18. Vậy thì cái quy trình để mà bà con nông dân bón phân cho cây nhãn thì mình sẽ tiến hành như thế nào vậy anh? Trên cái vườn của anh Thật á, thì mình đang sử dụng hai cái dòng phân NPK là 20-10-10, giai đoạn là nuôi tược và cái giai đoạn nuôi trái. NPK Cà Mau Gold 18-8-18. Thì để cho mình nuôi trái lớn và mình đưa vào cái chất lượng trái nó tốt hơn thì trong đó thì Cà Mau có cái sản phẩm là NPK Cà Mau Gold 18-8-18 hoặc là NPK 18-6-18. Để mình vừa nuôi trái vừa tăng cái chất lượng trái nó đạt chuẩn để mình bán nó được cái giá tốt. Chúng ta thấy rằng là tiềm năng của cây nhãn trong thời gian sắp tới có rất là nhiều những cái tín hiệu tích cực. Vậy thì là một người đồng hành cùng với bà con nông dân, phân bón Cà Mau của mình cũng sẽ có những cái kế hoạch như thế nào trong thời gian sắp tới để mà mình có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người dân chăm bón tốt hơn cho cây nhãn và cạnh tranh được với thị trường ở các nước ạ? Sắp tới thì Cà Mau dự định thì sẽ xây dựng được cái những cái quy trình bón phân theo đúng theo cái nhu cầu của cây trồng và nó phù hợp với từng cái vùng đất. Về mặt sản phẩm, Cà Mau sẽ hoàn thiện cái bộ sản phẩm cho mình trên cây ăn trái nói chung và là cây nhãn nói riêng. Cây NPK Cà Mau sản xuất theo cái công nghệ polyphosphate, thì đây là cái công nghệ mà hàng đầu của châu Âu. Nó sẽ giúp cho cây trồng của mình hấp thụ được cái dinh dưỡng tốt hơn và cái lăng hữu hiệu trong cái NPK nó nhiều hơn. Nó giảm được cái tình trạng thất thoát phân và mình sẽ hạn chế cái lượng phân bón trên cái trên vườn mình nhiều hơn để giúp cho người nông dân sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Sau khi mà nghe hai chuyên gia chia sẻ thì anh Thật có điều gì muốn gửi gắm cũng như là mong muốn cho vườn nhãn của mình trong thời gian sắp tới hay không ạ? Cho gửi lời cảm ơn đến phân bón Cà Mau và chuyên gia đã hỗ trợ về kỹ thuật, thông tin và bày tỏ mong muốn về việc canh tác vườn nhãn sẽ làm cho năng suất ngày càng được nâng cao hơn nữa. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ những cái kiến thức dành cho bà con nông dân trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã cung cấp rất nhiều những thông tin bổ ích và rất mong là quý vị cũng đã có thể có được những cái thông tin để chúng ta chăm sóc vườn nhãn của mình trong thời gian sắp tới tốt hơn nữa. Và chúc cho tất cả bà con nông dân của chúng ta sẽ vừa được mùa vừa được giá và chúng ta sẽ tăng được sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Còn bây giờ thì Cẩm Tú cùng với tất cả các anh chị xin phép được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chào bà con.